Xin chào tất cả mọi người. Sáng hôm nay mình sẽ đi hái những cái quả sung đang bắt đầu chín để tránh bị chim ăn mọi người nhé. Hiện tại thì ở những cái quả sung này nó đang có kiến rất là nhiều, tại vì cái quả này, cái mật ở trong quả sung này nhiều thường bị kiến ở đây. Các bạn thấy đây là bị chim ăn này và kiến nó bắt đầu lên. Thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một vài cái thông tin liên quan đến cái quả sung Mỹ này. Vì sao cái cây sung Mỹ này hiện nay đang được trồng rất nhiều và được rất là nhiều người tìm mua, thì không chỉ bởi cái ở cái đặc điểm độc lạ cũng như là quả ngon ngọt và nhiều mật của nó, mà cái quả sung Mỹ này sở dĩ được nhiều người tìm mua trồng là tại vì ngoài làm cái thực phẩm hoa quả để ăn thì nó còn có rất là nhiều tác dụng chữa bệnh. Đấy, mà nếu mà chúng ta chú ý thì có thể là nhận ra tác dụng của nó. Thứ nhất là đối với những cái người có hệ tiêu hóa kém, có thể là bị nhiễm độc hệ tiêu hóa, thì khi mà sử dụng cái quả sung Mỹ này thì nó sẽ làm tống các cái chất độc ở trong cơ thể ra, bởi vì cái quả sung Mỹ này nó có cái hàm lượng chất xơ tương đối cao. Khi mà những người bị các cái nhiễm độc đường ruột, hoặc là những người bị táo bón hay là tiêu hóa khó tiêu, thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái quả sung Mỹ này. Đó là cái tác dụng đầu tiên. Còn tác dụng thứ hai của cái quả sung Mỹ này đó là bổ sung canxi tự nhiên rất là tốt, đặc biệt là cho trẻ em, với những cái trẻ mà không sử dụng được các cái sữa công thức mọi người nhé. Đấy, bổ sung canxi tự nhiên. Và tác dụng thứ ba của cái quả sung Mỹ này đó là giúp các cái bệnh nhân tiểu đường giảm đường huyết và ổn định đường huyết mọi người nhé. Tại bản thân khi các bạn sử dụng quả cái sung Mỹ này, mặc dù quả nó còn rất là ngọt, nhưng mà với những cái bệnh nhân tiểu đường thì nó hoàn toàn không làm tăng cái chỉ số đường huyết, mà nó còn giúp làm giảm cái đường huyết ở trong máu. Đấy, và tác dụng thứ tư nữa đó là đối với những cái bệnh nhân mắc các cái bệnh lý về tim, đặc biệt là bệnh mạch vành, thì sẽ rất là tốt phòng tránh các cái bệnh lý về tim nhé, đặc biệt là cái bệnh tắc mạch vành tim. Đấy, và giúp giảm thiểu cái nguy cơ bị đột quỵ do tắc mạch máu này, tắc mạch vành tim. Đấy, ngoài ra thì những cái nghiên cứu mới đây nhất thì cái quả sung Mỹ này nó còn có tác dụng rất là tốt trong việc phòng tránh các loại bệnh ung thư nhé. Đấy, ngoài ra thì ngày xưa ở trong dân gian thì cái quả sung Mỹ này và những cái bộ phận của cái cây sung Mỹ còn được sử dụng rộng rãi, như cái lá đọt sung Mỹ thì có thể làm để tăng sữa, hoặc là dùng cái mủ của cái sung Mỹ thì có thể là chữa các cái bệnh mụn nhọt. Cho nên là khi mà trồng cây sung Mỹ này, nhiều người thực ra cũng chỉ thấy cái quả thì nó nhìn rất là ngon ngọt nhiều mật thôi, nhưng mà ở đằng sau nó thì nó còn có rất là nhiều tác dụng chữa bệnh khác nhau nữa. Đấy, cho nên là cái giá trị của cái quả sung Mỹ nó nằm ở cái tác dụng của nó. Cảm ơn tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình chỉ chia sẻ cho các bạn một vài cái thông tin liên quan đến quả sung Mỹ này, để các bạn biết là tài sản quả sung Mỹ này không chỉ được trồng nhiều ở Việt Nam hiện nay, mà trên thế giới người ta đã trồng rất là lâu, mà đặc biệt là các quốc gia phát triển người ta rất là hay trồng những cái loài quả sung mật, sung ngọt thế này. Cảm ơn tất cả mọi người nhé.